Thầy chào tất cả các em. Thầy tên là Đỗ Minh Khôi, thạc sĩ toán học. Thì cái clip này clip số 17, là thầy sẽ giúp mấy em ôn về những cái khối tròn xoay. Mình ôn về mặt cầu trước ha. Rồi, những cái công thức, những cái lý thuyết thầy đều gói ghém trong những cái ví dụ, trong những cái câu hỏi của thầy hết, cho nó nhẹ nhàng ha. Bây giờ đề bài đặt ra là một hình cầu có bán kính bằng 6. Thể tích khối cầu đó bằng bao nhiêu? Rồi, người ta có công thức rồi. Thể tích của khối cầu như sau. Thường thường khi tính thể tích á thì người ta sẽ dùng cái từ là khối. Khối. Khối là cái phần không gian bên trong và tính luôn cái vỏ bên ngoài ha của cái hình đó. Về thể tích của khối cầu thì ghi tắt là V cầu ha. Rồi, công thức của mình là 4 phần 3 nhân pi nhân cho bán kính mũ 3. 4 phần 3 pi nhân R mũ 3 ha. 4 phần 3 pi nhân R mũ 3. Rồi mình thay công thức vô là xong. Thay số là xong thôi. R mình là 6. 6 mũ 3. Thì mình dùng máy tính mình sẽ ra đáp án là 288 pi. Ha, thì mình chọn đáp án A. Và cũng giữ giả thiết đó. Một hình cầu có bán kính bằng 6. Thế thì diện tích của mặt cầu đó bằng. Thường thường khi tính diện tích á, người ta dùng cái từ là mặt. Mặt ý là nói cái vỏ bên ngoài của cái hình cầu, còn khối cầu là ý nói tính cả phần không gian bên trong của cái hình cầu và tính luôn cái vỏ ha. Khối cầu là bao gồm là cái mặt cầu và cái phần không gian bên trong luôn ha. Rồi, công thức diện tích của mặt cầu S cầu thì tắt là vậy ha, bằng 4 pi R bình. Thì để có một cái mẹo để nhớ nè, em nhớ kỹ cái thể tích thôi, 4 phần 3 pi R mũ 3 thôi. Xong em đạo hàm lên, mình coi R là cái biến số ha. Mình đạo hàm lên. Khi mình đạo hàm lên thì mình đưa cái số 3 này trước nè. Thì nó rút gọn 3 này đi thì nó còn 4 pi. Còn R mũ 3 thì xuống còn mũ 2. Đó. Thì ra S cầu ha, nó cái mẹo để nhớ. Rồi mình thay số vào mình tính thôi. 4 pi R bình phương. R là 6. Mình sẽ ra đáp số là 144 pi. Chà, rồi, có thể mình nhẩm lại. Rồi, vậy mình sẽ chọn đáp án C ha. Vậy qua hai cái ví dụ này thì em nhớ giúp thầy hai công thức ha. Rồi. Thể tích của khối cầu thì bằng 4 phần 3 pi R mũ 3. Diện tích của mặt cầu thì bằng 4 pi R bình phương. Coi như lấy thể tích đạo hàm ha. Rồi, mình qua ví dụ kế tiếp. Diện tích một mặt cầu bằng 4 pi. Hỏi đường kính của cái hình cầu đó là bằng bao nhiêu? Thì mình vừa được ôm xong thì diện tích của hình cầu
là bằng 4 bia là bình phương cha mà đề cho bằng bao nhiêu? Đề cho bằng 4 bi cha. Giờ mình giải cái phương trình này nè. 4 bi r bình bằng 4 bi à. Từ đó tương đương suy ra nè r bình phương. Mình rút gọn đi ha. 4 bi này, 4 bi này, bi r bình phương bằng 1. Suy ra r đúng nguyên tắc là ra cộng trừ 1. Bỏ bình phương ra cộng trừ căn. Bỏ bình phương ra cộng trừ căn. Nhờ vì r là bán kính của cái hình cầu, nó là độ dài hình học, nên mình chỉ lấy số dương thôi ha. Đây là 1. Rồi, mà đề bài không có hỏi bán kính ha, đề bài hỏi đường kính. Đường kính thì bằng 2 lần bán kính ha. Bán là một nửa, bán kính là một nửa. Thực tế thì người ta dùng đường kính nhiều hơn. Tại vì đo đường kính của một cái vật thể nó dễ đo hơn cái bán kính. Đó. Rồi suy ra đường kính bằng 2 lần bán kính thì bằng 2 nhân 1 là 2 ha. Thì mình chọn đáp án C. Thì bài này á, nếu nó cho bán kính nó kêu tìm diện tích mặt cầu thì dễ rồi, nhưng nó cho ngược lại, cho diện tích mặt cầu hay là cho thể tích, nó kêu tìm ngược lại bán kính. Rồi mình qua ví dụ 4. Giờ đề bài là cho thể tích khối cầu đã bằng 4 phần 3 pi. Giờ đề là cho ngược lại, cho thể tích trước xong rồi hỏi khác ha. Thì công thức mình đã học rồi, vừa mới được ôn rồi. V cầu tức là thể tích của khối cầu á, bằng 4 phần 3 pi R mũ 3. Và đề cho này bằng bao nhiêu? Bằng 4 phần 3 pi đúng không? Rồi, đó mình suy ra điều gì? Mình rút gọn đi ha. 4 phần 3 pi, rút gọn 4 phần 3 pi. Mình sẽ ra R mũ 3 bằng 1. Vậy từ đó suy ra bán kính của hình cầu nó bằng 1. Vì đây là những cái ví dụ thật cô đọng, thầy nêu ra để thầy ôn cho mấy em thôi, thành ra thầy cho số nó tương đối đẹp một chút ha. Chứ thực tế khi vô dạy đề số nó sẽ không có đẹp như vậy đâu. Mà đề bài không hỏi bán kính, đề bài lại hỏi diện tích mặt cầu nó bằng bao nhiêu à. Thế thì từ cái r bằng 1 nè, mình lại dùng công thức s cầu bằng 4 pi r bình. Đó, chỉ có hai công thức này thôi, mình làm tới làm luôn. Mình thế r 1 vô tức là 4 pi nhân cho 1 bình thì bằng 4 pi. Mình chọn đáp án C. Đó. Nhớ nha. Tóm lại nói về nội dung mặt cầu, mà em nhớ giúp thầy hai công thức này thôi. Nhớ được hai cái này là mấy em giải quyết được hết tất cả những cái bài toán về mặt cầu ha. Rồi qua ví dụ 5. Trong cái ví dụ 5 này nó có một cái từ mới mới, đường tròn lớn của một mặt cầu. Đường tròn lớn là cái gì? Giờ nói nôm na dễ hiểu nè, giống như đây là trái đất ha. Đó, đây là trái đất. Thì đường tròn lớn nó là đường xích đạo.
tròn lớn. Không, hay nói khác là một cái mặt phẳng mà nó cắt cái hình cầu mà cắt qua tâm á, thì nó tạo ra một cái đường tròn. Tóm lại cái đường tròn lớn là cái đường tròn nằm trên mặt cầu mà nó lớn nhất. Dễ hiểu vậy đi, tưởng tượng giống như là nó là đường xích đạo của trái đất vậy ha. Mà thật ra trái đất mình không phải là hình cầu tuyệt đối, trái đất mình nó hơi 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 dẹp dẹp một xíu, thành ra cái đường xích đạo của trái đất nó lớn hơn cái đường đi qua định điểm cực bắc với điểm cực nam một chút xíu ha. Rồi thế thì đường tròn lớn của một cầu bằng 2π. Thầy vẽ ra cái hình tròn đi ha, không có được tròn lắm nha, vậy tượng trưng vậy ha. Đó, hình tròn lớn. Thế thì chu vi là độ dài của cái đường tròn đó ha, bằng 2π. Thế thì chu vi của đường tròn thì theo công thức bằng cái gì? Giả sử gọi cái đường tròn lớn là C đi ha, chu vi của đường tròn C thì theo công thức mình đã học, chu vi là bằng 2π R. Mà để cho bằng nhiêu? Để cho bằng 2π. Rồi mình rút gọn thôi là xong. Mình rút gọn 2π với 2π thì mình suy ra R bằng 1. Thầy hay lấy bán kính là 1, 2, 3 cho nó dễ dễ hiểu, dễ dàng đây ha. Thực tế nó có thể bán kính nó là 2, 3, 4, rồi canh 2, canh 3, canh 4. Có thể nó số thập phân nữa ha. Rồi vậy mình đã tính được bán kính rồi, tức là mình tính được cái đoạn này vậy rồi. Thì bán kính của cái đường tròn lớn này, bán kính của đường tròn lớn này nó cũng chính là bán kính của mặt cầu luôn ha. Rồi thì bán kính của mặt cầu đó là bằng 1, thì mình cho nó bán D. Nó lại nha, bán kính của cái đường tròn lớn nhất á, thì cũng chính là bán kính của mặt cầu bằng 1 luôn ha, thì mình chọn nó bán D. Qua ví dụ kế tiếp. Qua ví dụ 6. Gọi đường tròn C là giao tuyến của mặt phẳng P và mặt cầu S. Biết bán kính của đường tròn C bằng 3 và bán kính của mặt cầu S bằng 5. Vậy khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng P bằng bao nhiêu? Thì mình tóm tắt nha. Bài này nói về cái việc giao nhau của cái mặt phẳng với mặt cầu. Và bài này thầy sẽ vẽ một cái hình nó tương đối chính xác một chút xíu. Đây là mặt cầu. Lớn lớn xíu ha. Rồi. Thì một cái mặt phẳng. Một cái mặt phẳng nè. Một cái mặt phẳng cắt ngang qua mặt cầu. Đó. Nó tạo ra một cái đường tròn ha. Thì mặt phẳng này mình ngầm hiểu thôi.
À, tương đối nha. À, đúng là cái chỗ này nét đít nè, chỗ này nét đít nha. Đít nha, chỗ này nét liền nữa nha. Tại vì cái phần này nó nằm về phía sau không có thấy được ha. Rồi giờ tâm mặt cầu nè. Cầu đây, tâm đường tròn là C đây, đây đường tròn C nha, mặt cầu là mặt cầu S nè, cái mặt phẳng á cắt ngang qua cái hình cầu P nha. Rồi coi như là Y là tâm mặt cầu đi, H là tâm của đường tròn C đi ha. Rồi. Vậy y đặt tên này là A ha. Vậy IA chính là bán kính của mặt cầu nha, IA là bán kính mặt cầu nha. HA là bán kính của đường tròn C ha. Nhớ ở đây có hai cái bán kính nha, bán kính to hơn là của mặt cầu, bán kính nhỏ nhỏ là của đường tròn C. Rồi IH là cái khoảng cách, IH là khoảng cách, phải đặt là D nhỏ ha. Có thêm kêu nè, IA là R lớn nè, HA là R nhỏ nè, còn IH là D nè. Thì tâm để ý tam giác IHA là tam giác vuông ha, khoảng cách từ Y đến đường tròn C là IH. Vậy thì dùng Pythagore ra thôi. Vậy em nhớ có công thức Pythagore như thế này: R bình bằng R nhỏ bình cộng D bình ha. Thì mình muốn tính D rất là đơn giản, D sẽ bằng căn bậc 2 R lớn bình trừ R nhỏ bình bằng năm bình chữ R nhỏ mình cho ta nè, bán kính của mặt cầu S bằng 5 nè, phải đề bài cho R lớn bằng 5 nè ha. Bán kính của đường tròn C bằng 3 nè, tức là đề bài cho R nhỏ bằng 3 nè ha. Mình thay số ở đây vậy là bằng 4 ha. Và khoảng cách là IH này bằng 4 nè, mình chọn bán D. Mình tưởng tượng giống như con dao mình cắt quả dưa hấu vậy ha, thì cái vỏ quả dưa hấu nó màu xanh nhưng mà cái thịt nó gần gần ngoài là màu trắng, thì nó giống như cái đường tròn màu trắng vậy ha. Rồi mình qua ví dụ khác. Rồi cho hình chóp S.ABCD SA vuông góc cây đáy. Bài này liên quan đến mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ha, thì nó cũng rất là nhiều tình huống, mà đây thầy chỉ đưa ra những tình huống tiêu biểu thôi.
S là đỉnh nha, ABC là đáy, ABCD là đáy và ABCD là hình vuông. Rồi, rồi sẽ có cái mặt cầu nó ngoại tiếp hình chóp là mặt cầu đi qua năm đỉnh ABCD và S luôn ha. Thì cách làm như sau. Mem thầy nói sơ nha, mình vẽ một cái trục đường tròn của đáy. Trục đường tròn là cái gì? Trục đường tròn là đường thẳng vuông góc với cái đáy và đi qua tâm của đáy. Mình giúp cái đường trục đường tròn. Tên là D đi ha. Cái chỗ này là nét liền nè. Chỗ này nó đi ra ngoài luôn là nét liền. Tiếp tục. Trên đường cao SA, SA vuông góc với đáy, SA là đường cao ha. Mình vẽ một cái đường trung trực của SA. Thì đường trung trực này là vừa vuông góc với SA, vừa đi qua trung điểm của SA. Chà, nằm trên phẳng SAC luôn nha. Vậy mình cứ lấy trung điểm thôi ha. Đặt tên là M. Cái này nó vuông. Và cái đường đấy nó cắt SC tại Y. Mà nó cũng cắt SD luôn. Ba đường này đồng quy với nhau luôn ha. Có thể vẽ nó lúi ra đây xíu cũng được nè. Đó. Đặt tên cái đường là đường Delta đi. Thì Y chính là tâm mặt cầu. Vì lý do ta có IS bằng IA bằng IB, IB nó liền bằng IC bằng ID ha. Ta có IS bằng IA bằng IB bằng IC bằng ID ha. Thì dễ dàng mấy em cũng thấy được rồi này. Nhưng mà bây giờ đi sâu vô lý thuyết hay là đi sâu vô chứng minh nó dài quá, nên thầy bây giờ thầy chỉ mấy em cách làm cho nó nhanh luôn nha. Rồi. Không vẽ gì hết, vẽ hình chóp thôi. Nên nó có SA vuông góc với đáy, mà đáy là hình vuông hoặc là tam giác vuông cũng được. Thì em dùng công thức này cho thầy. Công thức tổng quát nó gì nè. R cầu ngoại tiếp nha. Ngoại tiếp nha, chứ nội tiếp thì khó lắm. Thì bằng căn bậc 2 của chiều cao của hình chóp nha. Chiều cao hình chóp bình phương lên chia 4 cộng bán kính đáy. Cái này R cầu nha. Còn này R đáy nè. Bình phương R đáy là bán kính của cái đường tròn ngoại tiếp, ngoại tiếp cái đáy. Đó. Đây là cái đường tròn đi qua bốn đỉnh ABCD nằm dưới đáy nha. Đó là bán kính ở đây nè, bán kính là OA nè, hoặc là OB nè, hoặc là OC hoặc là OD nè. Còn chiều cao của mình H là SA. Có thể ghi chú ở đây nè. H chính là SA là chiều cao của hình chóp. R đáy chính là OA. Rồi. Đây là công thức dùng chung cho tất cả những cái hình chóp hay là hình lăng trụ đứng cũng được. Thì tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp. Nhưng mà nếu ở dưới đáy là hình vuông hay là hình chữ nhật hay là tam giác vuông, vuông ở A cũng được, vuông ở B cũng được ha. Thì mình nên dùng thức này cho nó nhanh hơn nữa. R cầu ngoại tiếp sẽ bằng 1 phần 2 lấy 3 chiều của cái hình chóp này ha. Căn bậc 2 lấy 3 chiều của nó, tức là chiều cao nè bình lên cộng chiều dài bình lên cộng chiều rộng bình lên. Lấy 3 chiều, chiều cao bình nè,
chiều rộng bình này, chiều dài bình này, lấy 3 chiều bình này ha. SA bình chính là hai bình nè, để nó cho này. SA bình là hai bình. AB bình là hai bình luôn ha, AB bình là hai bình luôn. Rồi đến AD bình. AD thì cũng bằng AB luôn ha, tại vì nó là hình vuông mà, đáy hình vuông mà. SA là 2, AB là 2, AD cũng là 2. Cộng 2 bình thì mình bấm máy mình sẽ ra là căn 3. Nó sẽ ra là 1/2 căn 12. Căn 12 tức là 2 căn 3. Phải bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là cái mặt cầu này nè. Đó, đi qua 4 đường ABCD thì bằng căn 3. Đó, mình dùng thức này cho nó nhanh. Công thức trên đây á, là tổng quát, nhưng mà công mình phải điểm rồi đấy không. Còn công thức này thì nó đề bài cho sao mình dùng vậy luôn. Lấy 3 chiều nó bình phương lên nha. Chiều dài cộng chiều rộng, chiều cao, dài bình rộng bình cao bình ha. Rồi, sẽ có đáp án là D luôn. Nói chung đây là những cái kết quả mình làm cho nó nhanh thôi, chứ nó không phải là công thức định lý gì hết. Một cái mẹo mà làm cho nó nhanh, tại vì không có thời gian nhiều để phải chứng minh những cái công thức này, nên mấy em vận dụng cho nó nhanh. Rồi, cứ đọc đề bài xong, đề bài hỏi bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là mình dùng công thức hồi nãy liền. R bằng 1/2 chiều cao bình, chiều cao SA vuông góc với đáy này nè. Đề bài cho SA vuông góc với đáy đúng không? Tức là chiều cao là SA đó. SA bình cộng tam giác vuông cân tại B, thì có thể tưởng tượng vậy, đấy là tam giác vuông cân tại B vậy ha. AB bằng 2, vừa vuông vừa cân thì AB bằng 2 thì BC bằng 2. Chiều cao là SA này ha. Đó. SA cũng là 2. Thì mình lấy dài rộng hay là cái hai cái chiều vuông của nó là AB với BC đó. Vậy mình có 3 chiều là chiều cao SA nè. À, AB với BC luôn. Cứ đáy là tam giác vuông hay là hình vuông hay là hình chữ nhật thì lấy hai cạnh vuông của nó. AB bình cộng BC bình. Hỏi nếu mà đề bài có yêu cầu xác định tâm á, thì tâm nó nằm là trung điểm SC ha. Ví dụ ta có là IA bằng IB bằng IC. IA là đích nha, bằng IS thì I là tâm mặt cầu. Nhưng mà thôi, cái đó là thuộc về lý thuyết ha. Còn làm trắc nghiệm thì mấy em nhớ chiều cao bình, dài bình, rộng bình. Thì nếu mà tam giác vuông thì dài với rộng là hai cạnh góc vuông ha. Rồi mấy em thay số như là xong. SA thầy cũng cho là 2 cho dễ làm thôi, vì đây là những cái bài ôn nên thầy cho số đẹp dễ làm, cũng là căn 3 luôn. Chưa? Tức là có một cái mặt cầu nó đi qua 4 đỉnh S và ABC, thì bán kính của nó là IS hoặc là IA hoặc IB hoặc IC. Bán kính nó bằng căn 3. Cho nó bằng D ha. Mấy mà dục trực đùa trục đường tròn nó cũng ra thôi. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nó là trung điểm AC. Mấy em dục đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ABC, tại H là trung điểm qua C, rồi tại trung điểm của SA mình vẽ đường trung trực của SA nằm trên mặt phẳng SAC luôn, thì nó sẽ cắt SC và cái trục đường tròn hồi nãy tại Y, Y là tâm mặt cầu,
À, nhưng mà cái đó là lý thuyết. Bây giờ mình vận dụng mình làm cái mẹo làm cho nó nhanh. Mình cho nó ăn D ha. Rồi mình qua ví dụ số 9. Xong cũng tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ABC thì bây giờ mình cũng dùng thức nãy thôi, 1 phần 2 chiều cao bình, mà chiều cao dãy ta bằng 2 này nè, dãy ta bình. Bây giờ đề bài nó cho khác hồi nãy AB là tam giác vuông cân tại A, tức là em có thể hiểu như vậy. Bây giờ tam giác nó không có vuông cân tại B nữa mà vuông cân tại A thì sao? Dãy A vuông như đấy cũng vậy luôn, làm y chang này, lấy ba chiều nó là chiều cao nè, chiều rộng là chiều dài nè, bình phương lên là cộng lại là xong ha. Đó, em thay số vào nó sẽ là 1 phần 2 căn 2 bình 2 bình 2 bình là căn 3. Đó. Thì dựng trục đường tròn nó hơi khó nha. Trục đường tròn của dưới đáy là H là trung điểm của BC nè. Dừng ở đây, đứng lên. Là trung điểm SA trong mặt phẳng chứa SA và cái thằng D này ha, thì mình vẽ một cái đường delta này là y, cái y này nó nằm bên ngoài của cái khối chóp nha, nó không có nằm bên trong khối chóp đó. IS bằng I3 bằng IS bằng IA bằng IB bằng IC thì y chính là tâm mặt cầu. Rồi, đó là lý thuyết, còn giờ mình vận dụng công thức này mình làm cho nó nhanh, cực kỳ nhanh ha. Rồi. Ba. Hình này thì cũng vẽ tương đối thôi, đúng ra phải vẽ AC là nét đích, rồi cái đường trục là đường trung trực của SA thì cái phần không gian phần ở bên trong á thì nó nét đích, nhưng mà thôi thì phác thảo vậy cho nó dạng cho nó dễ hiểu thôi ha. Rồi mình qua ví dụ kế tiếp. Tìm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. Thầy vẽ phác thảo sơ hình lập phương nha, vẽ nhanh luôn, không phải mất thời gian của các em. Hình lập phương nó giống như cục Rubik á, bốn mặt đều là hình vuông ha. Rồi. Thế thì làm giống như công thức của thầy ba chiều của nó vậy, chiều cao, chiều rộng, chiều dài, mà hình lập phương có cạnh bằng 2 thì chiều cao nó cũng bằng 2, chiều rộng nó cũng bằng 2, mà chiều dài nó cũng bằng 2. Vẫn dùng công thức như hồi nãy thôi ha. Bán kính mặt cầu nội tiếp ngoại tiếp thì bằng 1/2 căn, lấy ba chiều bình phương lên, 2 bình 2 bình 2 bình thì nó cũng ra căn 3. Những ví dụ vừa rồi thầy cố tình cho cái giả thiết nó đẹp rồi đáp số nó đẹp để thầy giảng cho em dễ hiểu thôi, thực tế khi em làm đề em dạy bài tập thì nó muôn hình muôn vẻ hơn, nhưng mà chỉ có một tiết để thầy ôn tất cả công thức về mặt cầu á, nên không có nhiều thời gian thầy nói thấy không, thầy cho như vậy thôi. Đáp số là căn 3 ha. Rồi tưởng tượng nó có một cái mặt cầu đi bao bọc khối lập phương
nhưng mà nó phải đi qua tám đỉnh của lập phương nha, khối lập phương nha, chứ nó bọc ngoài luôn, mà khối lập phương nó chỉ là cái khối nhỏ nhỏ xíu bên trong đây thì không phải nha. Mặt cầu này không phải là mặt cầu ngoại tiếp, mặt cầu này gọi là mặt cầu chứa khối lập phương mới đúng ha. Còn ngoại tiếp là nó phải đi qua tám đỉnh của khối lập phương. À, thì bạn cái đó là căn bài. Rồi đề bài nó yêu cầu tính thể tích hay là tính diện tích thì mình cứ dùng bán kính thì mình tính ha, có hai công thức dùng tới dùng lui hoài. Rồi, qua ví dụ số 11. Cho hình chóp đều. Hình chóp đều, hình chóp tứ giác đều ha, vì đáy nó là tứ giác. Cứ hình chóp đều thì đáy nó là một cái đa giác đều thì hình chóp tứ giác đều. Thì mình muốn tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp á thì mem dùng thức này cho nó nhanh ha. Mình lấy cạnh bên mình. Ha. Mình chia hai lần chiều cao bình á, hai lần chiều cao bình ha, hai lần chiều cao, nhưng mà giờ hãy cho luôn công thức hai lần căn cạnh bên bình trừ cho cạnh đáy bình chia hai. Rồi mình thay số vô cạnh bên là SA đó là 4 bình chia cho hai lần căn 4 bình trừ đáy bình, đáy thì nó là hình vuông thì nó cho cạnh đáy, cái này là cạnh đáy nè, còn đề bài trái tay là 4 đó, là cạnh bên nè, hai cạnh hai tất cả bình chia cho hai thì mem bấm máy sẽ ra hai căn hai bình tức là tám, tám nhân là bốn, mình đáp án mình sẽ ra là 4 căn 3 chia 3, mình cho nó đi. Thế thì làm lẹ quá sợ mem lại không hiểu, giờ thì vẽ sơ cái hình chóp nha. Chóp tứ giác đều nó giống như là kim tự tháp á, nói sơ xíu. Đó. Thì muốn vẽ hình chóp tứ giác đều thì đầu tiên mình vẽ cái đáy ABCD trước. Xong mình vẽ cái tâm đáy là O, là giao điểm hai đường chéo AC BD. Xong từ O mình vẽ thẳng đứng lên là OS. Xong từ S mình mới vẽ xuống SA, SB, SC, SD ha. Rồi. Bây giờ tại trung điểm của SD nè. Mình vẽ một cái đường thẳng vuông góc. SD. Và nó cắt SO tại điểm gọi là điểm Y. Y là tâm mặt cầu ha. Còn cái này là gọi là M đi, M là trung điểm của SD nè. Đó. Thì mình có IODM. IODM là tứ giác nội tiếp để mình có kết quả này. SI nhân SO bằng SM nhân SD ha. Tứ giác nội tiếp vì có hai góc
đối diện cộng lại bằng 180 thì được gọi là tứ giác nội tiếp. Nó có thể nội tiếp trong một đường tròn thì mình có kết quả này. SI nhân SO bằng SM nhân SD. Và từ đó SI sẽ bằng SM nhân SD chia cho SO. Mà SM để bằng 1/2 SD đúng không? Thì nó chính là SD bình chia 2 lần SO. Mà SO thì bằng kết quả này, thầy đã tính trước cho mem rồi. Được chưa? Phải tóm lại từ giờ trở đi, mem thấy cái hình chóp tứ giác đều thì mem dùng thức này cho nó nhanh. Tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp. Bán kính nó chính là SI đó. Hoặc có thể là IA, IB, IC, ID cũng được. Được chưa? Mem dễ dàng mem thấy được IA, IB, IC, ID bằng nhau và bằng IS. Rồi. Rồi mình chọn đáp án D ha. Rồi mình qua ví dụ 12. Bây giờ hình chóp là hình chóp tam giác đều ha. Tại vì cái đáy nó là tam giác đều. Có SA bằng AB bằng 6, có nghĩa là đề bài cho cạnh đáy cũng bằng 6 mà cạnh bên cũng bằng 6 nha. Cạnh bên bằng cạnh đáy bằng 6 luôn. Chóp tam giác đều ở đây. Rồi có cái trục ở giữa hình tròn đây. Xong vẽ xuống 3 đỉnh. Đó, ha. Rồi, thầy cho công thức luôn cho nó nhanh. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều ha. Thì mình lấy cạnh bên bình phương lên, mình chia cho 2 lần đường cao ha, nhưng mà đường cao thầy tính luôn cho em. Mình lấy cạnh bên bình trừ cạnh đáy bình chia 3 và mình thay số nha. Thì nó cứ giống như hình chóp tứ giác đều thôi. Hình chóp tứ giác đều thì đây là chia 2, còn hình chóp tam giác đều thì chia 3. Rồi cho bên là 6, thế 6 bình vô, thế 6 vô ha, 6 bình chia 2 căn 6 bình phương trừ cho 6 bình chia 3 thì mem bấm máy nó sẽ là 3 căn 6 phần 2. Tâm nằm đây đó. À, mình qua ví dụ số 13. Bây giờ đáy là tam giác đều nhưng mà SA vuông góc với đáy. Em tưởng tượng vậy ha. Đáy là tam giác đều. SA vuông góc với đáy. Rồi thì công thức ngay từ đầu thầy dặn em cứ cạnh bên mà vuông góc với đáy á thì mình sẽ dùng công thức này. Mình lấy chiều cao bình lên mình chia 4, mình cộng bán kính đáy, bán kính đáy nha, bình lên. Thế thì bán kính đáy ở đâu? Giờ đáy ta nhắc đều nên tâm đáy là chính là trọng tâm luôn ha. Mình vẽ hai đường trung tuyến nó cắt nhau tại ô. Nhớ MN là trung điểm nè, BC và AB ha. Ồ rồi, vậy bán kính nó chính là AO đó. R đáy chính là AO ha, và AO thì bằng 2/3
AM. Mà AM là đường cao của tam giác đều, nên nó bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 chia 2. Đường cao của tam giác đều thì bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 chia 2. AO lại bằng 2 phần 3 AM ha. Rồi em thay số vào là ra cái r đấy ha. Rồi em h bằng cái gì? H chính là SA ha. SA đề cho là 4. Rồi em thay số cho thôi. Còn AB em thay 6 rồi thôi ha. 2 phần 3 nhân 6 nhân căn 3 chia 2 thì mình sẽ em tính sẽ tính được là 2 căn 3. Rồi em thay 2 căn 3 vào. Em thay 2 căn 3 vào R đáy. Em thay 4 vào H. Em sẽ ra đáp số là đáp án A ha. Đó.